Lúc này là mẹ Hân và Lucky đang ở chợ, đang ở trên xe đợi chị Bảo Yến vào trong cái văn phòng phẩm mua cục Rubik. Bây giờ chị Bảo Yến đi ra mà nói mẹ ơi cho con tiền. Cục Rubik là 30 mấy ngàn ta. 39 ngàn và mình đã được 100 ngàn. Bắt đầu là chị Bảo Yến đang chạy vào. Lucky chạy theo thôi. Lucky nó chạy theo rồi. Trời ơi. Còn em lên nha. Rất may là Bảo Yến nó bóc nó lại rồi. Sợ nó phá đồ của người ta thôi nhưng mà không sao. Đây là cái cửa hàng thì sắp chuẩn đây có bán rất là nhiều đồ chơi và sắp vỡ rất là ok. Thường thì hai mẹ con của Yến Hoàng thường hay đến mua nha. Rồi, Yến đang bồng Lucky và mang cục Rubik đi ra. Trời ơi. Áo đỏ, áo vàng. Lên xe. Đi ghê quá đi. Lên xe nè. Rồi, có. Rồi lên xe đây. Cục Rubik rồi, vui sướng quá ha. Làm tôi tốn hết 39k đó. Rồi bây giờ lên xe chuẩn bị đi về. Ở đây là chợ, phòng quay. Xin lỗi chợ. Phòng quay đó. Chợ lúc này 11 giờ cũng khá là vắng rồi. Máy cho biển quay nha. Em cao em bảo yên. Đèn đen mẹ bắt đầu đèn bán xe. Xe bắt đầu về bến. Trời hôm nay nó nắng cực nắng luôn mọi người ơi. Nó nắng nghe. Không nổi luôn mới tắm Lucky rồi đó. Người phụ nữ tắm son ít men đó chính là Lucky. Hiện tại là đây là hai cái dãy phố bên chợ. Mà chợ nó vắng như thế này nè mọi người ơi. Một phần dịch bệnh, một phần là chợ chưa rồi chúng ta cũng là vắng. Rồi bắt đầu chuẩn bị là đi ra cái đường lộ lớn nha. Đường lộ lớn chạy ngược về nhà mình đó. Caramel còn là Bảo Yến đang ngồi phía sau lưng của cô Hân Trần để quay cái đoạn đường từ chợ về nhà của cô Hân nha. Phía sau là núi, các em thấy không? Núi nè và mây trời lồng lộng trời xanh mây trắng con chim ngó thần vui qua đi. Nắng qua đi là tốt rồi. Và lúc đi đang ngồi ở dưới cái đường xe. Đi đâu cũng phải có nó đi theo mình nhảy lên xe lên chờ trước đó. Nửa đường rồi. Các bạn có nhớ phần mềm quen thuộc này không? Nếu chúng ta có đi học thì sẽ đi cùng. Tan 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 sắp đến nhà của Hân rồi. Mấy em thấy cái ngôi nhà lầu đẹp đẹp đó không? Nhà của ta chứ không phải nhà cô nè. Trời ơi cái căn nhà nghèo nhất xóm này là nhà của tôi. 3, 2, 1 tới rồi. Cái ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh có chiếc xe đạp màu tím của con hồ ngọc Bảo Yến. Chị tính nhà rồi, xuống xe. Rồi em lúc đi nó đi xuống xe nữa. Giỡn xuống không? Rồi cái đi luôn, cái đi bỏ luôn, cái đi bỏ luôn nè. Giỡn xuống luôn phải không? Thôi bây giờ bỏ. Tan tan tan. Giờ tới nhà.